giáo phó, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo cùng quý cha, quý tu sĩ, quý hội đoàn, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, dì của chúng con là bà quả phụ đại tá Hồ Ngọc Cẩn, nhũ danh Maria Nguyễn Thị Canh, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1941 tại Thủ Đức, Việt Nam, đã được Chúa gọi về vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 8 năm 2024 tại California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. Tang gia đồng kính báo, thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024 tại Hoa Dọn Center, Rose Hill, địa chỉ 3890 Workman Mill Road, Whittier, California 90601. 9 giờ sáng, nghi thức phát tang và làm phép xác. 10 giờ sáng, thăm viếng và cầu nguyện. 12 giờ trưa, lễ di quan an táng tại Rose Hill. Tang gia đồng kính báo: con Hồ Huỳnh Nguyên, con dâu Lưu Kim Lan, cháu nội Hồ Lưu Nelson và Hồ Lưu Natalie. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Toàn thể nhân viên và ban biên tập bản tin Hoa Thịnh Đốn thành kính phân ưu.